Cầm mũi chưa bao giờ bảo Cầm mũi giảm cân đến bao giờ hết á. Không, Cầm mũi làm gì tăng cân. Không, Cầm mũi còn uống trà giảm cân rồi ấy chứ. Xem video các bạn đừng quên cho mình một like, một share và một subscribe và đừng quên vào chuông để luôn nhận được thông báo nhá. Và đừng quên ủng hộ cho hết team bọn mình nữa. Và các bạn ơi, trong khi xem này nếu các bạn thấy quảng cáo thì các bạn xem một mũi quảng cáo từ 5 đến 10 giây để các bạn có thêm tiền với cả rất là ánh sáng nhá. Ok, và chúng ta bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Và video ngày hôm nay ta 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 cũng như các bạn nhìn thấy đúng không? Ở đằng kia chúng ta có những cung chó các nhìn thấy cả. Hôm nay các mũi tìm được hình rất là dễ thương luôn các bạn. Và các bạn ở cung nào nè và các bạn có độ dễ thương của những cái cung đấy không thì các bạn hãy comment nha. Trời ơi, các mũi nhìn thấy cung nào cũng dễ thương luôn, và cung xử nữ của con người rất là ngầu luôn, nhìn rất là chăm chỉ luôn. Ok, và các bạn thuộc cung gì các bạn đã nhớ chưa nè? Ok, chúng ta cùng vào với dữ liệu ngày hôm nay nha. Dữ liệu đầu tiên quầy trời ơi, dữ liệu đầu tiên của chúng ta đã về nói dối rồi các bạn. Nói dối. Ok, 12 chòm sao thường nói dối điều gì? Ok, từ xử nữ không có tăng cân nào đâu. Không, Cam Mui làm gì tăng cân. Không, Cam Mui còn uống trà giảm cân rồi ấy chứ. Còn mấy cái này là cái gì đâu. Trời đất ơi, Cam Mui chưa mà từ bé lớn mình chưa bao giờ biết nói dối về cân nặng bao giờ hết trơn. Má ơi, sao nó biết thì ai vậy ta. Ok, từ từ chúng ta cùng xem Hero Team thường nói dối về điều gì nha các bạn. Xem nào. Bạch Dương là mình ổn mà, Kim Ngưu nhất định sẽ dậy sớm. Song Tử là mình đã làm gì có người yêu. À, tức là Song Tử có rất là nhiều người yêu đó mọi người. Cự Giải là mình hết Crut X rồi. À, Sư Tử là cho tao vay tiền mai trả luôn. À, Ca Mùi mà biết ai mà người quen Ca Mùi là cung Sư Tử thì Ca Mùi sẽ không bao giờ cho họ vay tiền đâu nha. À, thì ra là hiểu. Đến cung Thiên Bình là Sim Sam Mr. Vịt và Phong, từ nay mai sẽ tiết kiệm tiền. Đâu có đâu ta. Cái này thật ra cái này không đúng lắm. Tại vì Sim Sam Mr. Vịt và Phong là một trong những người tiết kiệm tiền rất là nhiều, nên là cái này thì không đúng lại. Thế nên là xử nữ không có tăng cân nào đâu là cũng không đúng nha mọi người. Hổ Cáp là Thiên Yên là yên tâm, tao sẽ không ghét đứa đó đâu. Ui, không nhưng mà cái dữ liệu này trời ơi, nếu mà là Timmy nha, là Timmy cái này là sẽ đúng nè. Trời đất ơi, dữ liệu này đúng trừ Thiên Bình nha. Nhân Mã là thề sẽ cai Facebook, Market là tao đang đi 5 phút nữa có mặt. À, ok, Bảo Bình là nói thật xin hãy tin tôi. Xong Cam Mui lại nói nhầm tiếp rồi. Trời đất ơi, em lại nhầm tiếp, em xin lỗi mọi người, em chắp tay xin lỗi mọi người. Trời đất ơi, Thiên Bình là Kyron và Sĩ Rông. Mui lại nhầm nữa rồi, Mui xin lỗi mọi người. Song Ngư là Mr. Việt và Phong. Song Ngư là kỳ này cố gắng chăm học. Không, cái này đúng nè, cái này cực kỳ đúng vào ai ta. Nếu mà vào thì sẽ vào Simi. Cam Mui không biết cái sự cố gắng chăm học của Simi đến đâu, nhưng mà thật sự là Simi học hơi kém mọi người ạ. Cam Mui cũng không biết tại sao á mọi người, nhưng mà nó là vậy á. Không hiểu sao cố gắng chăm học của Simi kiểu gì luôn đó mọi người. Hoặc là Simi đã có cố gắng nhưng mà cái cố gắng của Simi nó không hiệu quả. Nên là cái dữ liệu này cũng khá là đúng nha mọi người. Thiên Bình thì Siro thì từ mai sẽ tiết kiệm tiền, và thật sự luôn Siro tiêu rất là nhiều tiền. Kiểu các Cam Mui cảm giác như kiểu Siro có tiền là tiêu á. Nên là nếu mà cái này vào Thiên Bình thì là đúng nha. Vậy thì tức là dữ kiện ở đây là đúng hết à? À không, nhầm, dữ kiện sự của xứ nữ là không đúng đấy nha. Không có tăng cân nào đâu là sai nha mọi người. Cam Mui chưa bao giờ bảo Cam Mui giảm cân đến bao giờ hết á. Không, Cam Mui làm gì tăng cân. Không, Cam Mui còn uống trà giảm cân rồi ấy chứ. Vậy nha mọi người. Vậy á. Không phải, dữ kiện này đúng thật sự, hay quá trời luôn. Ok, tiếp nè. Xếp hạng thánh lầy lội của 12 cung hoàng đạo. Ok, top 1 là Song Tử, hạng 2 là Bạch Dương, hạng 3 là Bảo Bình, hạng 4 Nhân Mã, 5 Market, 6 Kim Ngưu, 7 Song Ngư. Song Ngư là xin xem Mr. Vịt và Phong này. Hạng 8 là Thiên Bình. Siro và Kairon ở ngay đây này. Hạng 9 là Sư Tử, hạng 10 là Cự Giải, hạng 11 là Sử Nữ, và hạng 12 là Thiên Yết, là Cam Mui và Timmy xếp cuối cùng. Tức là Cam Mui và Timmy không lầy lội. Công nhận Cam Mui là một thánh nghiêm túc mà. Nếu mà một khi đã là nghiêm túc thì làm sao mà lầy lội được, đúng không mọi người? Chứ cứ Cam Mui chưa bao giờ lầy lội hết ạ. Cái này là đúng nha mọi người. Chúng ta đến với dữ kiện tiếp theo thôi nào. Lại tiếp tục là 12 chòm sao và những cái nhất. Cam Mui cũng quên mất những cái nhất mà ngày lần trước là Cam Mui được tổng hợp là cái gì rồi. Nhưng mà ở đây Cam Mui cùng xem nào. Thiên Bình là thông minh nhất, Thiên Bình là Siro và Caron là thông minh nhất này. Bạch Dương là hát hay nhất, Cự Giải là xinh đẹp nhất, Thiên Yết là Timmy là cúi bắp nhất.
sư tử là dữ nhất, kim ngưu là lì nhất, song tử là ngoan nhất, wow, sử nữ là ngố nhất. À không, từ cái lúc mà Camui tổng hợp những cái dữ liệu mà của cung hoàng đạo ấy, Camui lại thấy là tính ra nha, là Camui là lì nhất này, cẩn thận nhất này, ngoan nhất này, nghiêm túc nhất này, chứ đó giờ Camui chưa thấy ngố nhất lúc nào luôn á. Nhưng mà nếu mà xét cho cùng thì Camui đúng là cũng có phần ngố, nên là cái này cũng đúng nha mọi người. Nhân mã là ngựa nhất, ma kết là điên nhất, song ngư là dê nhất, thảo gì. Còn riêng có duy nhất một cái đó chính là bảo bình, cái gì cũng nhất, bạn nào cũng bảo bình nhá. Xịn thật sự, vừa thông minh vừa hát hay, vừa xinh đẹp vừa dữ, vừa lì vừa ngoan, vừa ngố vừa ngựa vừa điên. Hơi khổ thân, bảo bình dễ sợ. Kiểu có những cái hay thì nhất thì không sao, nhưng những cái kiểu cuối bắp nhất thì hơi khổ thân mọi người ạ. Nhưng mà không sao, để Camui xem nào. Thiên bình là Siro và Chiron là thông minh nhất này, thiên yết Timmy là cùi bắp nhất này, sử nữ Camui là ngố nhất, và song ngư Simi Mr. Việt và Phong là Simi Sami Mr. Việt và Phong là dê nhất. Ơi khổ thân, những người này ghê luôn á. Ok, tiếp. Những cung xem trọng tình bạn hơn tình yêu. Uầy, top 1 bảo bình, top 2 song tử, top 3 thiên bình là Chiron và Siro này các bạn. Được nha mọi người. Top 4 nhân mã và top 5 là sử nữ có Camui nha mọi người. Tình bạn với tình yêu thì cái này không chắc, nói chung là tùy trường hợp cái tình bạn như thế nào và tình yêu như thế nào thì chúng ta sẽ đưa ra những lựa chọn khác nhau. Còn cái này thì chỉ là vui thôi nha mọi người. Nhưng mà cái này cũng để biết lòng người thôi mọi người. Đấy, ví dụ như Camui này, tình bạn là hơn tình yêu nha mọi người. Ok. Sở trường của 12 tháng sinh. Wow, sở trường của Camui là rửa bát. Cái này thì theo cá nhân Camui là nó thật sự là rất là đúng luôn đó mọi người. Tại vì bình thường nhá, sau khi kiểu một ngày làm việc của Camui đúng không, từ khi mà Camui làm YouTube đến giờ, và cái thời gian Camui rời khỏi phòng ạ, nhiều nhất đó chính là thời gian xuống dưới rửa bát mọi người ạ. Không phải, nhưng mà cái này nó thật nhá mọi người. Tại vì khi mà Camui làm việc ấy xong á, thì tầm 7 giờ Camui ra video vào 6:45 này. Tầm 7 giờ thì lúc đấy là bố mẹ Camui cũng ăn cơm xong hết rồi này, thì Camui xuống ăn và dọn rửa bát thôi mọi người. Ngày nào cũng rửa luôn. Và nhà của Camui có một cái thứ đặc biệt ở đây, đó chính là bát đũa ăn cả ngày đúng không, thì là ăn buổi sáng thì ngâm ở đấy này, ăn buổi trưa ngâm ở đấy này, tối Camui rửa một thể. Tôi cũng chả biết nói sao cho ngầu đúng không mọi người ạ. Nhưng mà nhà Camui là thế. Tại vì ngày xưa khi mà nhà Camui bán hàng ấy thì thật sự là khá là bận. Sau đó thì lúc đấy Camui đi học cả ngày về á, thì lúc tối về Camui mới rửa bát được. Thì cái này là do của gia đình của từng người. Có thể có nhiều người sẽ bảo là ui, bữa ăn xong không rửa ngay mà để những cái bát ấy để cả ngày ngâm ở cái bồn rửa bát như thế, kiểu cảm giác nó không sạch sẽ hoặc là như thế nào kia, sẽ bị nói này nói nọ. Nhưng mà Camui thấy cái việc đấy là bình thường à. Tại vì mình cứ sau một ngày mình rửa bát dọn dẹp là nó không bị mốc, nó không bị gì hết, là thoải mái rồi, đâu nhất thiết là phải mỗi một bữa phải rửa ngay đúng không mọi người. Nhưng mà thường thường thì nếu mà rửa ngay thì nó sẽ kiểu sạch đẹp hơn, nhưng mà kiểu công việc vất vả mà, chứ có phải là người ta muốn như vậy đâu đúng không mọi người. Ok, sở trường của 12 tháng sinh, tháng 1 là đẹp, tháng 2 là tiêu tiền. Sở trường của Phong như thế này là thích lắm luôn đó mọi người. Tháng 3 ăn rồi ngủ là sim sam Mr. Việt để mọi người, thích dữ. Và tháng 4 là nhây, tháng 5 là cãi nhau, tháng 6 là lười, tháng 7 là mỹ ướt, tháng 8 là ghen, tháng 9 Camui và Siro là rửa bát, tháng 10 Caron là kiếm tiền, và tháng 11 là nghĩ nhiều, là Timmy là nghĩ nhiều, còn tháng 12 là chửi thầm. Wow, chết rồi. Ai mà đắc tội với bạn nào tháng 12 thì hơi khổ thân nha, suốt ngày bị chửi thầm xong rồi bị hát xì liên tục luôn đó mọi người. Chồng sao tính toán đỉnh nhất, hạng 1 sự nữ. Uầy, các bạn có nhớ cái video mà Camui cho hội chị em làm tính toán không mọi người? Vừa parkour vừa làm toán không mọi người? Camui làm cực kỳ nhanh, còn kiểu vô địch là Camui luôn. Yeah 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 yeah. Ok, hạng 2 là nhân mã, hạng 3 cự giải, hạng 4 bạch dương, hạng 5 song ngư là Mr. Việt, Sim Sam và Phong, hạng 6 là thủy bình. Ủa, thủy bình nó cung gì ta? Thủy bình là bảo bình nha mọi người. Ok, hạng 7 là kim ngưu, hạng 8 là thiên bình, hạng 9 là sư tử, hạng 10 là song tử, hạng 11 là ma kết, và hạng 12 là thiên yết, tức là Timmy là tính toán gọi là chậm nhất thế giới vũ trụ luôn đó mọi người. Còn hạng 8 thiên bình là Chiron và Siro là hạng 8 này, còn song ngư là hạng 5 là Sim Sam Mr. Việt và Phong, còn lại Camui hạng nhất. Yes, cái tính toán của cậu Camui cũng khá là đỉnh đúng không mọi người. Bạn nào xem cái video mà Camui làm toán cùng với hội chị em thì các bạn cũng biết là Camui trình độ tính toán của Camui như thế nào đúng không. Nhưng mà thật ra thì với Camui thì so với mẹ Camui nha, vì mẹ Camui là bán hàng á, nên là thật sự mẹ Camui bán hàng và tính toán rất là nhanh, còn Camui kiểu chỉ là một phần, một dấu chấm, một con tép riu thôi ha. Thật sự luôn, mẹ Camui tính nhanh cực kỳ. Ok, dữ liệu tiếp theo, bạn thuộc team nào, mở mồm ra là chỉ bậy, ôi trời ơi, và ngoan hiền nết na. Trước khi xem cái dữ liệu này thì Camui xin phép được Camui là ngoan hiền nhất nha mọi người. Rồi ok, xem dữ liệu là tháng 2, tháng 5, tháng 7, tháng 9, tháng 11, tháng 12. Đâu ra mà mổ mồm ra chỉ bậy, kỳ quá à. Ngoan tiếp theo đến ngoan hiền nhất na là tháng 1, tháng 3, tháng 4, tháng 6, tháng 8, tháng 10.
Theo cái dữ kiện này á, thì chúng ta có phong cận, camui, siro, có timmy là thuộc là mổ mồm ra và chửi bậy. Còn ngoan hiền nết na là gồm có sim, sam, mister vịt và Kairon là ngoan hiền nết na. Ôi tính ra như thế là chia 4 người luôn á, 8 người chia, một bên là một bên chửi bậy, một bên ngoan hiền nết na á mọi người. Ok, nhưng mà cái này Camui có bao giờ chửi bậy đâu mọi người, thề đúng không mọi người? Mọi người có bao giờ thấy Camui chửi thề không? Không bao giờ luôn, nên là cái này là không đúng nha mọi người. Trời đất ơi, là người bình thường có ai đâu chửi bậy đâu, trừ khi lúc làm kiểu cọc, gọi là kiểu cọc mà khó chịu lắm á thì mới nói tục ra đúng không mọi người? Chứ bình thường là Hero Team là không bao giờ nói bậy nha, nên là giữ kiện này hên xui với mọi người. Các bạn tự nhận đó, các bạn tự nhận là các bạn có bao giờ chửi bậy hay không, hoặc là các bạn là người ngoan hiền nết na thì các bạn hãy comment xuống phía dưới nha các bạn. Cái này là phải trung thực với bản thân và trung thực với mọi người nhé mọi người. Còn làm sao mà Camui dám nói mình nói tục, trời ơi. Ok, và hay bảo vệ người khác đó là một, thứ một là bảo bình, thứ hai là xử nữ, thứ ba là thiên bình và song ngư. Và các bạn ơi, tính ra ở đây là có Camui này, sim sam, mister vịt và phong, và thiên bình là Kairon, Siro. Và thật sự luôn các bạn, chỉ trừ mỗi cung thiên yết thôi là cả 8 thành viên Hero Team đều hay bảo vệ người khác mọi người ạ. Trời đất ơi, đây thật sự trời ơi, cái cảm giác trời ơi, gần như nguyên Hero Team là hay bảo vệ người khác, là nói chung là bảo vệ nhau đó mọi người. Trời ơi, cái dữ kiện này thích thật sự luôn đó mọi người. Và các bạn ơi, các bạn có thuộc cung bảo bình hoặc xử nữ hoặc thiên bình là song ngư không? Trời ơi, cái này quá tuyệt vời đó các bạn. Ok, và các bạn ơi, và video các bạn này đây là kết thúc rồi nè. Và các bạn thích dữ kiện nào, và các bạn hãy comment xuống phía dưới lòng với sự trung thực của bản thân mình nha các bạn. Ok, và các bạn ơi, và video các bạn này đây là kết thúc rồi nè. Nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn đừng quên cho mình một like, một share, một subscribe, và đừng quên chưa để lên nhận được thông báo nhá. Và đừng quên ủng hộ cho Hero Team bọn mình nữa. Và video các bạn này đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye bye, rất là nhiều. Bye bye.